X51 Story mến chào quý thính giả. Nguyễn Bạc sinh năm 924, mất 15 tháng 10, 979 âm lịch, là công thần khai quốc nhà Đinh, cùng với Đinh Điền giúp Đinh Tiên Hoàng đánh dẹp, chấm dứt loạn 12 sứ quân vào thế kỷ 10 trong lịch sử Việt Nam. Theo sách Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, Nguyễn Bạc là người Động Hoa Lư, Châu Đại Hoàng, Ninh Bình. Từ thời nhỏ, ông đã cùng kết bạn với Đinh Bộ Lĩnh, Đinh Điền, Trịnh Tú và Lưu Cơ. Nguyễn Bạc là con trai Nguyễn Thước, một gia tướng của Dương Đình Nghệ. Năm 951, Đinh Bộ Lĩnh dây binh ở Động Hoa Lư để mưu cầu thống nhất Giang Sơn. Nguyễn Bạc đã có mặt ngay từ buổi đầu dưới ngọn cờ đại nghĩa đó. Trong những năm tháng đánh dẹp các sứ quân, Nguyễn Bạc luôn luôn bên cạnh Vạn Thắng Vương, là vị tướng dũng lược tiên phong. Khi Nam Tấn Vương Ngô Xương Văn tử trận, năm 965, các sứ quân nổi dậy. Anh em Nguyễn Bạc theo Đinh Bộ Lĩnh đánh dẹp. Theo thần Phả Đình Ba Dân ở Thanh Trì, Hà Nội, ngày 6 tháng 6 năm 967, Đinh Mão, Đinh Bộ Lĩnh điều một đạo quân do tướng Nguyễn Bồ chỉ huy tiến đánh sứ quân Nguyễn Siêu ở Tây Phù Liệt, một sứ quân mạnh nhất lúc bấy giờ, nhưng nhiều ngày vẫn không hạ được thành. Tướng Nguyễn Bồ, là anh ruột Nguyễn Bạc, và ba tướng khác, cùng rất nhiều binh lính đều tử trận. Đinh Bộ Lĩnh cả giận, thống lĩnh toàn quân, cử Nguyễn Bạc làm đại tướng tiên phong, đánh một trận phá tan sứ quân Nguyễn Siêu vào ngày 15 tháng 7. Đến nay, bốn làng Tây Phù Liệt còn đền thờ các tướng Nguyễn Bạc và Nguyễn Bồ làm thành hoàng. Chiến thắng Tây Phù Liệt, phá tan sứ quân Nguyễn Siêu, có ý nghĩa quyết định trong việc kết thúc thắng lợi công cuộc dẹp loạn 12 sứ quân, đưa Giang Sơn về một mối của nghĩa quân Hoa Lư do Vạn Thắng Vương thống lĩnh. Nguyễn Bạc trưởng thành nhanh chóng, trở thành vị tướng tài ba bậc nhất của Vạn Thắng Vương. Khi Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi hoàng đế, Nguyễn Bạc được xếp là đệ nhất công thần, đứng đầu các quan văn võ. Nhưng khi thiết triều, ông khiêm tốn ngồi sau Đinh Điền, vì ông cho rằng Đinh Điền cũng là bạn đồng niên, đồng hương, lại cùng họ với vua Đinh. Chuyện kể lại rằng, sau khi dẹp loạn 12 sứ quân thắng lợi, vua Đinh phân vân nên lấy vị hiệu cũ là Vạn Thắng Vương hay xưng đế. Chính Định Quốc Công Nguyễn Bạc tâu rằng, ngày nay, nhà vua đã thống nhất bờ cõi, thu Giang Sơn về một mối, dân chúng khắp nơi một lòng quy phục, có thực lực mạnh hơn hẳn Lý Nam Đế và Ngô Vương Quyền trước đây, tại sao chỉ xưng vương mà không xưng đế như các triều vua phương Bắc? Nhà vua không lên ngôi hoàng đế, dựng nền chính thống của nước Đại Cổ Việt ta thì còn ai làm được việc đó? Trước đây, nhà Nam Hán đem hàng vạn quân thủy bộ sang xâm lược nước ta đã bị Ngô Vương Quyền đánh cho tan tác ở cửa sông Bạch Đằng. Nay nhà vua có binh hùng, tướng mạnh gấp nhiều lần thì sợ gì giặc Bắc? Nghe lời khuyên của Nguyễn Bạc, các đại thần đồng thanh dâng vĩ hiệu, Đinh Bộ Lĩnh quyết định xưng hoàng đế, hiệu là Đại Thắng Minh Hoàng Đế. Lại một chuyện khác, khi tìm đất định đô, Đinh Bộ Lĩnh định lập đô ở Đại Hiếu quê nhà, nhưng Nguyễn Bạc đã khuyên vua Đinh rằng đất Đại Hiếu không hiểm trở nên lấy Hoa Lư làm đô. Chính Đại Việt Sử Ký Toàn Thư cũng chép, khi ấy 12 sứ quân đều tự làm hùng trưởng cắt giữ đất đai, vua đánh dẹp được cả mới tự xưng đế, chọn chỗ đất phẳng ở Đàm Thôn muốn dựng làm kinh đô, nhưng thế đất chập hẹp lại không có lợi về sự đặt hiểm nên lại đóng đô ở Hoa Lư, nay là phủ Trường Yên. Năm Tân Mùi, tức năm 971, Nguyễn Bạc được vua Đinh gia phong là khai quốc công thần, phụ quốc thừa tướng, thái tổ Định Quốc Công, tức là vị tể tướng đầu tiên trong lịch sử nước ta từ thế kỷ thứ 10. Lúc này ông vừa 47 tuổi đời, là một vị tể tướng, ông cũng rất chí ý tiến cử người hiền tài cho vua Đinh. Khi vua Đinh định trao cho ông cả chính quyền và binh quyền, ông đã từ chối mà tiến cử Lê Hoàn, một viên tướng trẻ đầy tài năng, hiện đang giữ quyền Nam Việt Vương Đinh Liễn, lên làm thập đạo tướng quân, chức tổng chỉ huy quân đội thời Đinh. Trong ngót 10 năm, với vị trí là người đứng đầu bộ máy hành chính triều Đinh, Nguyễn Bạc đã giúp vua Đinh xây dựng hệ thống chính quyền phong kiến tập trung, thống nhất, xóa bỏ cát cứ, xây thành đắp hào, làm cung điện, đặt triều nghi. Đêm Trung Thu năm Kỷ Mão, năm 979, Đinh Tiên Hoàng và con trai là Nam Việt Vương Đinh Liễn bị Đỗ Thích sát hại. Sau đó, triều đình tôn vệ Vương Đinh Toàn lên làm vua kế vị. Thập đạo tướng quân Lê Hoàn xưng là phó vương, lại có tình riêng với Thái hậu Dương Văn Nga. Đinh Điền và Nguyễn Bạc hội quân ở Ái Châu, Thanh Hóa, kéo về Hoa Lư để đánh Lê Hoàn. Sử cũ chép, bấy giờ Hoàn mới chỉnh đốn binh sĩ, đánh nhau với Điền, Bạc ở Tây Đô, Thanh Hóa. Điền, Bạc thua chạy, lại đem thủy quân ra đánh. Lê Hoàn nhân gió phóng lửa đốt chiến thuyền, chém Điền tại trận, bắt được Bạc đóng củi đưa về kinh sư kẻ tội, bèn chém đầu để giao. Theo gia phả thì Nguyễn Bạc bị hành quyết ngày 7 tháng 11 năm 979 ở Ngô Khê Thượng, ngoại thành Hoa Lư. Kinh thành Hoa Lư có 9 vòng thành, Ngô Kế Thượng nằm ở vòng thành thứ 7, là nhiệm sở của ông khi còn sống. Đến nay ở đây vẫn còn đền thờ và có tượng của ông. Khu bản danh cũ của ông nay gọi là làng Hành Khiển. Nguyễn Bạc bị hành quyết, con cháu ông bỏ làng chạy lên Kinh Bắc, Bắc Ninh và vào Tống Sơn, Thanh Hóa. Nguyễn Bạc có hai con trai là Nguyễn Đê và Nguyễn Đạt. Sau này Nguyễn Đê đã giúp Lý Công Uẩn lật đổ Lê Ngoại Triều lên ngôi vua, thay nhà Tiền Lê đã mục nát. Dòng Nguyễn Đê, con cả Nguyễn Bạc về sau cũng rất phát đạt. Nguyễn Trãi thuộc đời thứ 10, Nguyễn Hoàng,
chúa Nguyễn đầu tiên mở mang và gây nên nghiệp lớn nhà Nguyễn sau này thuộc đời thứ 15 của Nguyễn Bạc. Nguyễn Bạc là một trong những nhân vật lịch sử xuất sắc của đất nước ta cuối thế kỷ 10, là vị anh hùng dân tộc có công lớn trong sự nghiệp dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước, dựng nền chính thống Đại Cổ Việt. Có khá nhiều thơ văn, câu đối ca ngợi công đức của ông. Từ đường họ Nguyễn ở thôn Vĩnh Ninh, xã Gia Phương, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, là quê hương của ông, có bức đại tự rất đáng tự hào, khởi nguyên đường, khởi đầu dòng họ Nguyễn. Đền thờ ông ở Ngô Hạ, Ninh Hòa, Hoa Lư, Ninh Bình, cũng có bức đại tự, trung quán nhật nguyệt, trong sáng như mặt trời, mặt trăng. Đền thờ họ Nguyễn ở Gia Miêu, Hà Trung, Thanh Hóa, có đôi câu đối rất hay, nói lên sự nối tiếp vẻ vang của dòng họ Nguyễn, rể xuất gia Miêu Vương Tích Hiển Khánh Lưu Đại Hữu tướng Môn Quang. Tạm dịch, cửa tướng Phúc Dày làng Đại Hữu, dòng Vương nối ở đất Gia Miêu. Muốn nghiên cứu nguồn gốc họ Nguyễn ở Việt Nam, chúng ta hãy tìm đến Gia Miêu Ngoại Trang là cái nôi, nơi xuất phát điểm của nhiều dòng họ Nguyễn tỏa đi khắp nước. Gia Miêu Ngoại Trang là một trang ấp có từ xa xưa. Trang là làng, ấp nhưng ở tiếp giáp với núi, nằm trong thung lũng nhỏ sông Tống Giang, có Long Khê chảy qua ở phía tây bắc huyện Tống Sơn tức huyện Hà Trung, Thanh Hóa bây giờ, phía bắc Gia Miêu có dạng núi Giang Cưa, nằm ở bắc Thiên Tôn Sơn, ngọn núi thiêng của dòng họ Nguyễn. Gia Miêu là nơi tập kết an nghỉ của tổ tiên bao đời dòng họ Nguyễn sau khi tung hoành khắp bốn phương, tận trung báo quốc xây dựng và bảo vệ đất nước. Dạng núi Giang Cưa phía bắc Thiên Tôn Sơn là ranh giới tỉnh Ninh Bình và tỉnh Thanh Hóa. Phía tây Gia Miêu cách 5 km là núi Thạch Thành, nơi ngày xưa có một đồn binh gọi là Man Bảo hay Vạn Bảo, nơi tận cùng phía đông Mường Thạch Thành mà Nguyễn Biện đời thứ 7 đã xây dựng thành công 12 sơn động cuối đời Trần, làm hậu thuẫn căn cứ địa cho cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, trở thành một trang rất nhiều khai quốc công thần kháng Minh thời Lê Lợi. Làng Mường này đến thời Pháp cai trị trở thành 37 làng Mường trực thuộc dòng Lang Quân Nguyễn Đình ở Quảng Tế. Vùng thung lũng này cao so với các cánh đồng trũng phía đông và nam nên không bao giờ ngập lụt. Từ khi ngăn đập bến quân làm thủy lợi lấy nước suối Rồng thì vùng này phì nhiêu không thể thiếu nước. Gia Miêu là quê gốc của nhiều dòng họ Nguyễn. Từ xa xưa, nhiều người họ Nguyễn đã từ đây chuyển cư đi khắp mọi miền đất nước và thành lập những dòng họ rất lớn ở Bắc, Trung, Nam. Dòng họ ở đây là con cháu Định Quốc Công Nguyễn Bạc, nhưng từ đầu đời Lê đã tách ra làm ba họ Nguyễn. Họ Nguyễn Đình thờ vị tổ là Bình Ngô Khai Quốc Công Thần Nguyễn Lý. Họ Nguyễn Hữu thờ vị tổ là Bình Ngô Khai Quốc Công Thần Nguyễn Công Duẩn. Dòng họ Nguyễn Văn thờ Thịnh Quận Công Nguyễn Chữ. Vì họ to và họ xa phải tách ra làm ba họ Nguyễn để con cháu có điều kiện kết hôn với nhau. Trong làng còn có họ Mai là họ ngoại của họ Nguyễn. Từ xa xưa, đình làng Gia Miêu chỉ có thờ bốn vị tiên hiền là tổ của bốn vị tổ họ Nguyễn Hữu, tổ họ Nguyễn Lý, tổ họ Nguyễn Văn và tổ họ Mai. Từ trước 1945, ở Gia Miêu chỉ có bốn họ trên. Trong thời Nguyễn, không thể có họ nào khác lọt vào sống ở đây. Sử sách thường ghi Nguyễn Kim, sinh năm 1468, mất năm 1545. Cha của chúa Nguyễn đầu tiên Nguyễn Hoàng là danh tướng Việt Nam thời nhà Lê Sơ và là người đặt nền móng cho sự thành lập nhà Lê Trung Hưng. Theo phả hệ họ Nguyễn Gia Miêu cho rằng Nguyễn Kim và Nguyễn Hoàng Dụ là anh em họ. Người sinh ra Nguyễn Kim là Nguyễn Văn Lưu, anh Nguyễn Văn Lang và bác Nguyễn Hoàng Dụ, đời thứ 6. Sau khi tướng Lê Trịnh là Nguyễn Kim chết do bị đầu độc bởi hàng tướng nhà Mạc là Dương Chấp Nhất, bộ tướng của ông lên thay là Trịnh Kiểm. Để diệt trừ hậu họa, Trịnh Kiểm giết Nguyễn Uông. Thấy anh trai bị hại, có ngày vạ lây, Nguyễn Hoàng nhờ chị gái là vợ Trịnh Kiểm nói khéo cho Nguyễn Hoàng vào trấn thủ đất Thuận Hóa, sinh ra chúa Nguyễn sau này. Ở Gia Miêu, tổ của dòng Nguyễn Đình là Bình Ngô Khai Quốc Công Thần Nguyễn Lý. Cháu của Nguyễn Lý là Nguyễn Đình Thuận theo chúa tiên Nguyễn Hoàng di cư vào xã Bồ Điền, huyện Phong Điền, Thừa Thiên. Nguyễn Đình Chiểu, nhà thơ lớn nhất của miền Nam nửa cuối thế kỷ 19, xuất thân trong gia đình nhà nho, là hậu duệ của một trong ba họ Nguyễn Đình ở Phong Điền. Cha ông là Nguyễn Đình Huy, người xã Bồ Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên, nay thuộc huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo gia phả của dòng họ Nguyễn Đình, ông tổ của họ theo chúa tiên Nguyễn Hoàng vào lập nghiệp tại nơi này. Lớn lên, ông Nguyễn Đình Huy cưới vợ ở đây và đã có hai con, một trai và một gái. Mùa hạ, tháng 5 năm Canh Thìn, tức năm 1820. Tả quân Lê Văn Duyệt được triều đình Huế phái vào làm tổng trấn Gia Định Thành. Đến đầu mùa thu, Nguyễn Đình Huy đi theo tả quân để tiếp tục làm thư lại ở Văn Hàn Ti thuộc dinh tổng trấn. Ở Gia Định, ông Huy có thêm người vợ thứ là bà Trương Thị Thiệt, người làng Tân Thới, sinh được 7 con, 4 trai, 3 gái, và Nguyễn Đình Chiểu chính là con đầu lòng. Nguyễn Đình Chiểu sinh ngày 13 tháng 5 năm Nhâm Ngọ, tức ngày 1 tháng 7 năm 1822, tại quê mẹ là làng Tân Thới, phủ Tân Bình, huyện Bình Dương, tỉnh Gia Định, thuộc phường Cầu Kho, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh ngày nay. Năm 1854, Nguyễn Đình Chiểu cưới Lê Thị Điền. Năm 1835 đến năm 1886, người làng Thanh Ba, huyện Cần Duộc, trước thuộc Gia Định, nay thuộc tỉnh Long An, làm vợ. Bà Điền là em gái thứ 5 của Lê Tăng Quýnh, học trò ông, vì cảm phục và mến thương thầy, đã xin gia đình tác hợp.
con của Nguyễn Đình Chiểu có tất cả là 3 trai 3 gái. Trong số ấy có nữ sĩ Sương Nguyệt Anh, con gái thứ tư, và Nguyễn Đình Chiêm, con trai thứ sáu, là người có tiếng trong giới văn chương, nối nghiệp cầm bút của cha. Sau khi cha là Nguyễn Bạc tử nạn, trừ người anh cả Nguyễn Đê ở lại làm quan cho Lê Hoàn, còn người con thứ hai của Nguyễn Bạc là Nguyễn Thứ bất cộng đái thiên với triều đình mới nên rời cư về huyện Phượng Sơn, Lộ Lạng Giang, nay thuộc Chí Linh, Hải Dương. Sau non 4 thế kỷ thì sinh ra Nguyễn Trãi. Nguyễn Trãi, sinh năm 1380 mất ngày 19 tháng 9 năm 1442, quê gốc ở làng Chi Ngại, huyện Phượng Sơn, Lộ Lạng Giang. Ông là con trai của hàn sĩ Nguyễn Phi Khanh và bà Trần Thị Thái, là cháu ngoại của thân vương Trần Nguyên Đán. Nguyễn Trãi thi đỗ Thái học sinh năm 1400, ông từng làm quan dưới triều Hồ. Sau khi Việt Nam bị rơi vào sự cai trị của nhà Minh, Nguyễn Trãi tham gia vào cuộc khởi nghĩa Lam Sơn do Lê Lợi lãnh đạo chống lại ách đô hộ nhà Minh. Ông trở thành mưu sĩ của nghĩa quân Lam Sơn trong việc bày tính mưu kế cũng như soạn thảo các văn thư ngoại giao với quân Minh. Nguyễn Trãi là khai quốc công thần và là văn thần có uy tín ở thời đầu nhà Hậu Lê. Tuy nhiên, năm 1442, toàn thể gia đình Nguyễn Trãi bị tru di tam tộc trong vụ án Lệ Chi Viên. Năm 1464, vua Lê Thánh Tông xuống chiếu giải oan cho ông. Nòi giống của Nguyễn Trãi còn sót lại từ anh Vũ con bà Phạm Thị Mận vẫn được duy trì phát triển. Năm 1969, ông tộc trưởng cho biết chi họ của ông thuộc dòng Nguyễn Trãi, trực tiếp thờ ông tổ anh Vũ. Trên đường Nguyễn Trãi kéo dài từ quận 1 đến quận 5 thành phố Hồ Chí Minh hiện có một nhà thờ lớn thờ Nguyễn Phi Khanh khá lâu đời, do con cháu anh Vũ lập. Như vậy con cháu Nguyễn Trãi vẫn không bị tuyệt diệt. Có một hậu duệ xuất sắc của Nguyễn Bạc thế kỷ 16 là tướng quân Nguyễn Quyện. Nguyễn Quyện là người làng Canh Hoạch, huyện Thanh Oai, xứ Sơn Nam, Hà Tây, nay thuộc Hà Nội. Ông cùng dòng họ với Nguyễn Trãi. Cha ông là Nguyễn Thiến, có chỗ ghi là Thiến, Đỗ Trạng Nguyên năm Nhâm Thìn niên hiệu đại chính nhà Mạc 1532. Dưới triều vua Mạc Phúc Nguyên, Nguyễn Thiến giữ chức thượng thư bộ lại, tước thư quận công. Tướng Nguyễn Quyện được giao giữ vệ Phù Nam, tước Văn Thái Hầu và là con rể Thái Tể Lê Bá Ly. Tháng 3 năm Tân Hợi, Lê Bá Ly đem 17.000 quân các đạo Tây Nam sang hàng Lê thì Nguyễn Thiến và Nguyễn Quyện cùng đi theo. Nguyễn Thiến được vua Lê cho giữ nguyên chức tước. Tháng 8 năm Đinh Tỵ, niên hiệu Quang Bảo thứ tư triều Mạc 1557, Nguyễn Thiến chết, Nguyễn Quyện cùng em là Nguyễn Miễn trốn về hàng vua Mạc Phúc Nguyên. Trong trận chống nhau với vua Lê ở Hồ Trì tháng 9 năm Đinh Tỵ, Nguyễn Quyện đánh tan quân Lê do Vũ Lăng Hầu và Phạm Đức Kỳ chỉ huy, lập chiến công rực rỡ. Tháng 6 năm Diên Thành thứ 9 năm 1574, vua Mạc Mậu Hợp sai tướng Nguyễn Quyện đánh Nghệ An, huyết chiến với tướng Lê Công Tích và Trịnh Mô, tức Nguyễn Cảnh Mô, vài tháng không phân thắng bại lại rút quân về. Ngày 6 tháng Giêng năm Diên Thành thứ 10 năm 1575, Nguyễn Quyện lại cất quân tiến đánh Nghệ An giết được lại quốc công Phan Công Tích ngay giữa trận tiền ở Lèn Hai Vai, Diễn Châu. Tháng 7 năm Diên Thành thứ 11 năm 1576, Nguyễn Quyện lại đánh vào Nghệ An, chứ bắt sống được tấn quốc công Nguyễn Cảnh Mô, Trịnh Mô, ở núi Ngọc Sơn Thanh Hóa, giải về Kinh Sư. Từ đó uy danh của Nguyễn Quyện càng lẫy lừng. Đương thời coi ông là một danh tướng. Tháng 4 năm Đan Thái, Nguyễn Quyện được vua thăng thượng đẳng quốc công. Mùa xuân ngày 6 tháng 1 năm Hồng Ninh thứ 3 năm 1592, khi kinh thành Thăng Long thất thủ, Nguyễn Quyện bị quân Trịnh bắt, được Trịnh Tùng biệt đãi. Ông than rằng, ông tướng bại trận không thể nói mạnh được. Trời đất bắt Mạc suy thì dẫu anh hùng cũng khó ra sức. Sau khi vua Mạc Hồng Ninh, Mạc Mậu Hợp bị giết, Nguyễn Quyện và các con cháu phải khuất theo nhà Lê nhưng không phục, tìm cách chống lại. Việc bại lộ, cả nhà cùng bị thảm sát, chỉ có một người con trai của Nguyễn Miễn trốn thoát. Đó là Nam Dương Hầu Nguyễn Nghiệm. Ông rong buồm vượt biển chạy trốn vào làng Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, giấu tên họ, tung tích, chỉ gọi là ông già Nam Dương. Sau này, con cháu tập hợp lại thành chi phái họ Nguyễn Tiên Điền, tức là dòng họ của đại thi hào Nguyễn Du, tác giả truyện Kiều Bất Hủ, danh nhân văn hóa thế giới. Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian quý giá để lắng nghe bài chia sẻ này. Xin kính chúc quý thính giả cùng gia đình luôn luôn hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống.